Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill đây. Trong trận đấu ngày hôm nay hiện tại là mình đang có mặt trên server BB nha mọi người, để cùng với anh em tiếp thử đối chơi trong lý 1800 năm này, cái xem thử có gì mới hay không nè. Và hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là hai bắn tỉa, ba vệ binh và hai vệ quân nha, với Rail, Sen, Kai'Sa cũng như là Ezreal 2 sao nha mọi người. Và mình cũng đang đếp được một cái lượng máu khá là ổn luôn, ở tầm ra 3 chấm như thế này, khi mà còn 100 máu, chủ thắng 5 trận và chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. Tại vì lúc đầu game mình cũng đang được một cái lõi kim cương cực kỳ ngon luôn, nó giúp cho cái form bài của mình nó 2 sao tướng 2 vàng rất là sớm luôn nha mọi người, và cực kỳ nhiều nữa. Đó chính là vé trúng thưởng nha, khá là ngon luôn á. Nhưng mà tại vì mình vẫn chưa gặp cái ông top 1 á, ổng cũng đang là 100 máu và cũng chưa thua, nói chung là cũng 1-9-1-10 đó nha mọi người. Nhưng mà tiếc một cái á, là cái trận này đồ của mình nó xấu quá, Kai'Sa random ra đồ kìa anh em ơi, với lại là Rail, Ezreal và con Sen này á đều là tướng 2 vàng 2 sao hết cả rồi, nhưng mà lại chưa được một cái trang bị lớn nào ra hồn. Mình đang còn dư kiếm bếp với lại là nước mắt nha, để cùng xem thử cái lõi thứ hai nào, nâng cấp tướng Rail, Ezreal và Kai'Sa. Uầy, cái lõi nâng cấp tướng Kai'Sa này mới nha mọi người. Khi mà có đầu combat, Kai'Sa cho hai vị tướng gần nó nhất 40% tỷ lệ chí mạng và kỹ năng của họ có thể chí mạng luôn nha. Ơ, cái lõi này ngon thế nhờ, lấy luôn đi nha mọi người. Một cái lõi support cho mọi người, từ từ bán Kai'Sa này nha, để mình có thể lên con Kai'Sa 2 sao khác và lắp đồ chuẩn luôn cho nó. Chứ để mà random ra đồ như vậy thì nói chung là cũng hơi bị kỳ. Đây, Kai'Sa 2 sao, một cái sổ dinh luôn cho em nó. Ây da, dẫn mặt á hả? Ây da, anh em ơi, Kai'Sa cầm cái găng á thì ra đồ full tăng, còn Sen cầm găng á thì ra đồ full em nha. Tuyệt vời chưa? Chớ trêu thật sự ạ. Và cái Neko mình mà mình vừa xài á là Neko tướng từ 3 tiền trở xuống nha, gọi là Neko cỡ nhỏ đó. Tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền thì xài Neko đó được, chứ tướng từ 4 tiền trở lên đó thì xài không được nha. Đây, gặp luôn gấp top 1 này rồi. Ổng chơi cái form bài là vệ quân đi chung với linh vật, và một cái form bài là biệt đội du hành nha mọi người. Form bài này đếp máu phải gọi là hết nước chấm luôn á. Mình đang thấy nó khá là lỗi luôn á nha. Mong là Riot xem xét và nớp lại cái form bài này một tí, tại vì nó lỗi cực kỳ luôn mọi người ơi. Nó vừa phân thân ra cái bản chính của nó nè, mà nó còn phân thân ra được một cái trang bị mới nữa, và đi chung với một cái loại Ezreal này, nó còn cho trang bị lớn đấy chứ, và đồ thần thọ nữa anh em ơi. Thì sao mà mình đánh lại đây, thua một phát là thua nguyên sàn. Thà là thua một con hoặc là hai con rồi đó thì mình còn biết được, à cái thằng này mình thua nó là do mình xui, hoặc là vì một cái yếu tố nào đó nó không đúng thôi. Nhưng mà hồi nãy là thua nguyên sàn nha mọi người, thua 5 hoặc là 6 con rồi đó, thì biết chắc chắn rồi, thua cái này là thua do các form bài, cái đồ hình của mình á yếu hơn hẳn so với người ta luôn. Mặc dù mình là tướng 2 vàng hoặc là 3 vàng 2 sao đang khá là nhiều luôn đó nha, nhưng mà vẫn thua thôi. Sen tiếp tục đam mê ra đồ full đam. Kai'Sa của mình thì đây chính là một cái lõi nâng cấp tướng mới nha mọi người. Tại vì nếu như mình chưa biết á, thì ở mùa mới này 14 vị tướng bị xóa, và cùng rất là nhiều những cái lõi nè, cùng rất là nhiều những cái tộc hệ khác nhau bị xóa nha, và thêm 14 vị tướng mới vào, và trong đó có rất là nhiều tướng 3 tiền và 4 tiền mới nha. Nhưng mà riêng tướng 5 tiền á, thì mình thật sự không hiểu tại sao ở mùa mới này Riot chỉ cho thêm một con tướng, đó chính là Ezreal 5 vàng vào thôi. Cái này mình xem xét thì nó thấy gọi là cực kỳ ít luôn so với những cái mùa khác. Tại vì tất cả những cái mùa khác á nha mọi người, khi mà cập những cái cập nhật những cái mùa mới hoặc là mùa chấm 5 á, thì sẽ thêm rất là được nhiều tướng 5 tiền khác. Nhưng mà ở riêng cái mùa này thì tướng 4 vàng thì được Riot tập trung chủ yếu nhiều hơn, khi mà ra rất là nhiều tướng 4 vàng khác. Còn tướng 5 vàng chỉ được một Ezreal thôi, nói chung là cũng khá là buồn. Nhưng mà Ezreal thì mình cũng đã làm được rồi nha. Anh em có thể xem lại video ở trên kênh của mình, 2 Ezreal 5 vàng 3 sao bắn cái cung ánh sáng thì thôi chứ, phải gọi là loạn cái màn hình luôn. Và sau khi mà mình đã đạt được cái mục tiêu đó chính là tướng 5 vàng 3 sao mới rồi á, hiện tại là mình đang muốn làm tướng 4 vàng 3 sao mới nha. Thì theo như mình cập nhật được thông tin thì tướng 4 vàng 3 sao thật sự ở mùa 800 năm này nó quá là nhiều đi. Có thể kể tới như là con Zihin đang rất là hot nè, con Wawit, Aichok, Garen, Neko, và cùng mình nghĩ là còn khá đó nữa mơ, nhưng mà nhiều quá không nhớ được hết luôn á. Và cái form bài này á mà đánh đẹp nhất đó chính là con Neko nha. Khi mà Neko nó sẽ có hai hệ tộc khác nhau, thứ nhất á là vệ binh tinh tú, thứ hai đó chính là ma pháp sư nha. Một cái hệ tộc hồi mana, một cái hệ tộc đó chính là tăng thêm phép. Cái con Neko này sinh ra là được thay thế gọi là con Taliyah nha mọi người, cũng là đều là tướng 4 vàng,
và tộc hệ nó đều là y như nhau cả. Và kỹ năng của con Neko á, nó sẽ quăng ra một cái con cốc nha, và nảy 3 lần, nảy lần thứ 3 á, nổ thêm đam cho mọi người á, và rất là đau. Và tướng 4 vàng thì chắc chắn rồi, kỹ năng của nó sẽ là đam mục tiêu cho mọi người á, là gây sát thương diện rộng á, là đứa nào chúng cũng được cả. Nói chung là cho một cái khoản rất là lớn. Chứ tướng mà 4 vàng mà còn sát thương đâu mục tiêu nữa là thôi chứ, nghĩ luôn á anh em, chơi bởi gì nữa. Trừ khi đó là những cái vị tướng tăng cơ nha, thì mình không có nói thôi. Còn tướng carry hàng dưới thì chắc chắn bắt buộc luôn phải là đam mục tiêu thì mới carry nổi. Ok, hiện tại là mình đang tích tiền lên tầm level 7 hoặc level 8 đi. Cái rail nào mà nó cho mình roll miễn phí á, thì mình cứ roll thôi mọi người. Tại vì đang được một cái loại vé trúng thưởng mà. Tưởng chọn này là nó ra cho mình được ba cái loại kim cương luôn ấy chứ, thì nó lại là hết nước chấm. Nhưng mà mình thấy ở cái mùa 8.5 này Riot đang không gọi là dồn toàn lực của Riot vào cái mùa mới này nha. Tại vì sao? Tại vì những cái mùa 7.5 trước, mùa 6.5 trước các kiểu nha mọi người, thì Riot cho thêm những cái vị tướng mới rất là nhiều, ít nhất là từ 20 con trở lên. Có một cái mùa nha mọi người là hơn 30 vị tướng mới nha, từ tướng 5 tiền, 4 tiền, 3 tiền, 2 tiền và 1 tiền, rã rác hết luôn. Nhưng mà ở cái mùa này thì mình thấy là Riot thêm rất là ít tướng, thay đổi cũng rất là ít luôn. Nên chắc là mình nghĩ là Riot đang có một ý định gì đó ở phía sau rất là lớn ha. Úi xồ, lại thua rồi. Bắt đầu chơi chuỗi thua á. Nhưng mà nãy giờ mình thấy mình giống mình đánh caro hơn á mọi người. Cứ thắng xong mà thua, thắng xong mà thua không à. Và nếu như mọi người nào mà xem thay, hãy đừng quên để làm một like để cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất ha. Động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Hiện tại lịch đăng video của mình sẽ là từ 2 tới 3 cái một ngày nha, và mình sẽ đăng xen kẽ giữa meta, thử thách cũng như là đồ dị. Nói chung là mình vẫn sẽ đăng mùa 8 nha, tại vì mùa 8 còn tận 2 tuần nữa nha mọi người thì nó mới hết lần. Tại vì lịch cập nhật ngày 8 tháng 3 sẽ là cập nhật server BBE mùa 8.5. Còn mà cập nhật về server chính thức là ngày 22 tháng 3 hoặc là ngày 23 nha, tùy theo giờ địa phương thôi mọi người. Thì còn rất là nhiều thời gian để mọi người có thể leo rank chốt cuối mùa. Tại vì khi mà qua mùa mới thì chắc chắn rồi Riot sẽ reset lại rank. Cái này là cái phong tục mà lần cập nhật nào cũng phải có rồi. Ok, level 7 nha mọi người ơi. Cái con Garen nhìn chắc chơi người dơ chưa. Cái hệ thần giáp và hệ vệ quân mình vẫn chưa được test cái con này lắm, tại vì tướng 4 vàng anh em chơi nhiều cực kỳ. Tại vì qua đây chơi á, thường một là streamer, hai là youtuber hoặc là những cái người mà muốn test tướng thôi, thì người ta qua đây á sẽ ưu tiên chơi những cái vị tướng mới, chứ ai mà lại qua server mới mà chơi những cái vị tướng cũ, đúng không mọi người? Thì nó lại là hơi sai sai một tí đó. Kai'Sa bắn được nha. Mình nhắc lại cái lõi nâng cấp tướng Kai'Sa nha mọi người. Nó sẽ cho hai vị tướng cạnh bên 40% tỷ lệ chí mạng, và kỹ năng của tướng có thể chí mạng nha. Đồng nghĩa với cái việc đó thì mọi người không cần phải cho hang tướng cạnh bên cái găng bảo thạch hoặc là vô cực làm gì cả. Cứ cho nó full đam mà quốc thò này mọi. Lõi thứ ba nào, lõi vàng. Trái tim sạc à lộn, trái tim bắn tỉ, giáp tự chế và một cái thăng hoa. Mình hết xoay lõi rồi nha, tại vì cái lõi kim cương đầu game là mình đã xài rồi nha mọi người. Cái này chắc là cái trái tim sẽ trái tim bắn tỉ đi mọi người, để xem thử nó có mạnh gì hay không. Bỏ con tép vào nha. Đây, tép này cũng là một cái vị tướng 4 vàng mới mà cực kỳ ảo luôn á, tại vì nó có hai hệ rất là đối lập với nhau. Một hệ là ma pháp sư, một hệ là song đấu nha. Nó vừa là đam vật lý mà nó vừa đam phép luôn anh em ơi. Nói chung là con TF này là chắc là kiểu như là đam phép mà ghép độ tốc đánh á, cũng như là cuồng đao, kiếm súng và bí thư á mọi người ơi. Thắng được không đây? Ông này úi rồi. Cũng độ hình cũng căng đó, không phải là đùa đâu nha. Tướng 2 sao cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà độ hình của mình cũng mạnh mà, đâu phải là yếu đâu anh em. Mà nếu như mọi người nào mà có góp ý gì và cách mình bình luận chơi game hoặc là làm video á, anh em mà cứ góp ý ở phía dưới nha, để mình có thể biết được mình sai đâu và sẽ cố gắng khắc phục ở những cái điểm nào. Và nếu như mọi người nào mà muốn chơi cái server này thì rất là dễ luôn, chỉ cần lên mạng search tải server BBE về, xong rồi anh em tạo cái acc vào chơi thôi. Nó là miễn phí và
rất là dễ luôn á. Mọi người chỉ cần bỏ ra tầm vài phút xem hướng dẫn thôi là ok rồi. Như mình đã nói, cái trận này là mình sẽ ưu tiên làm tướng 4 vàng mới tại đấu trường chân lý 18.5 này nha. Chứ còn mấy thằng 4 vàng cũ thì mình nói chung là mình né né ràng tí. Tại vì chơi 18 này nhiều nó hơi ngán rồi. Chơi 18 mấy thằng tướng này nhiều quá nó hơi ngán rồi mọi người. Neko nè, ố ngon đấy. Từ từ. Vẫn đang được roll free nha, vẫn đang được roll free mọi người à. Ôi Echo với lại là Rail luôn nè. Wow. Từ từ nha, vẫn đang chịu thắng được 2 trận nè. Oh my god, gặp ngay công tâm 1 này, chịu. Xịn em ơi, ổng kéo Rail 5 vàng luôn rồi. What the fuck. Ổng kéo Rail 5 vàng luôn rồi. Đi chung với song trùng cái Fru 2 vàng nghe anh em ơi, nó mạnh lắm. Chịu quá. Trời ơi. Ba bóng ma, cái bóng ma này là tạo con giáp nha. Con giáp á thì nói chung là đã bị xóa ở trong cái bể tướng chính thức, nhưng mà nó lại được triệu hồi ra bởi những cái tộc hệ bóng ma. Thì mình không biết là thật sự là nó có bị xóa hay không, nhưng mà nó vẫn còn tại đó cho chân lý 18.5 nha mọi người. Tại vì Riot kêu là xóa nó, nhưng mà nó vẫn còn tại đây khi mà được triệu hồi ra. Cũng hắc não thật đó. Đây, cái vòng đi chợ này khá là đặc biệt nha. Đi chợ bây giờ là mọi người có thể lượm được trang bị lớn hai cái, hoặc là hai mảnh trang bị nhỏ, hoặc là lượm trứng về ấp mà nở ra trang bị, hoặc là anh em có thể lượm một cái sách chuẩn ấn về luôn á nha. Mình được rồi mình mới kể với mọi người chứ. Và mình nhớ không nhầm á thì khi mà đi chợ về xong thì anh em sẽ không cần phải bán tướng để mà lấy đồ, hoặc là ghép đồ lớn ra xong mà tách đồ nhỏ các kiểu nha mọi người. Tại vì bây giờ khi mà đi chợ về, tướng mọi người lấy được đồ á, nó sẽ tự tách đồ ra luôn. Đây là một cái cơ chế rất là mới nha, và mình nghĩ nó cũng hợp lý. Tại vì nó sẽ không làm anh em phải khó xử khi mà đi chợ về còn phải tách đồ cái vị tướng nào ra nữa, cũng hơi mất công một tí. Bây giờ là sẽ tách đồ tự do miễn phí luôn, đi chợ về là tự tách ra. Đây, cái con Warwick 4 tiền này mình nói nó không lỗi thì mình làm con đót luôn á mọi người ơi. Nó có 4-3 hệ mà hệ này nó cũng mạnh cả. Nhất là cái hệ quân cảnh laser với là cái hệ admin đấy nha. Còn cái hệ đấu sĩ nữa thôi chứ anh em ơi. Cái con này là mình nghĩ là Riot phải nấp gấp luôn á, tại vì hiện tại mình đang thấy nó cực kỳ lỗi luôn á, nó lỗi một cách vô lý. Thì không biết là Riot có điều chỉnh gì hay không, chứ mình thấy nó là lạ lắm luôn rồi đó. Tại vì để từng có một cái mùa mà Warwick này nó từng rất là bé nha anh em. Mình nhớ không nhầm đó là mùa 4 thì phải, cái mùa thần tài á. Warwick này hệ song đấu với lại thánh thần đó mọi người. Một cái nỗi ác mộng ở tầm đó. Hồi đó anh em còn hay trêu nhau là con này là bãi rác Warwick mà, tại vì mạnh vắt cái đáy ra. Đây, bán Kai'Sa chuyển đồ qua cho Neko luôn nha. Neko này là tướng 4 vàng mà nghĩ là nó carry được. Là Warwick 2 sao anh em. Oh my god. Trời ơi, Warwick 2 sao mà nó còn kẹp đi chung với tinh tặc nữa. Thì cái đồ hình của mình nó còn cái móng gì đâu mà nó chơi, trời ơi. Nó cào từ trên, nó cào xuống dưới. Ở trên nó có con dắt phụ đam, ở dưới con Warwick nó cào rồi. Oh my god, còn có 36 máu thôi nha. Và cái lượng máu nhìn rất là đều nha mọi người. Trừ công tấm 1 ra. Trừ công tấm 1 ra thì hiện tại cái lượng máu rất là đều luôn. Ok, bung tiền ở tầm level 8 thôi. Mình đang muốn run full confirm bài này 2 sao trước đã rồi tính gì tính. Biết pha tui mà đấu chơi mình sẽ nó ra nhiều chứ trời. Mình đang rất là cần Neko 2 luôn á mọi người. Và mình cũng đang cần nó ra rất trang bị để đẹp một tí. Rail sắp 3 luôn rồi nè. Đây, Neko là cả hai hệ nha. Con tướng này carry cũng khá là tính đó. Mình đang muốn làm hết những cái vị tướng 4 tiền, 3 tiền, 2 tiền, 1 tiền và 5 tiền mới nha, để cho anh em xem sức mạnh của nó trước khi mà nó về server Việt Nam. Kiếm gậy găng với lại là kháng phép à. Lấy kiếm đi. Đang thiếu kiếm mà mọi người. Hiện tại là mình vẫn chưa biết cái trang bị chuẩn của con Neko này là cái gì cả. Nên mình thấy cái này nó hợp lý thì mình cứ lắp thôi nha mọi người.
Đây rồi, Neko 2 sao, hiện tại là mình đang lắp diệt khổng lồ quyền trượng với lại là một cái Sojin nha. Đây rồi, Nila 3 sao. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Con Nila tướng 3 tiền 3 sao cũng đỏ đó. Trận này mình thấy người ta chơi đấu sĩ nè, chơi tướng 3 tiền các kiểu rồi, 3 sao khá là nhiều á. Nên mình lắp luôn cái diệt khổng lồ này cắt chế trước. Ok. Ui, ông này Jihin Kari à. À ha, Neko 2 sao một phát là nó phải khác. Cộng với Nila 3 sao ram đâm cái găng ra đồ rất là đẹp nha, hợp lý luôn. Ui, anh em nhìn máu kìa. Ô, Neko nè anh em. Máu này là 3 máu, 6 máu, 11 máu, 19 máu. Hanunu luôn à. Rally đấu chơi tép 2 sao. Không biết trận này tép có ai chơi không ta. Nếu như mà không ai chơi thì mình cũng đang muốn nuôi thử tép 3 sao nó mạnh như thế nào. Đây đây đây, 4 con rồi nè. Ok, trận này là ưu tiên nuôi Neko với lại là tép nha. Neko 5 con nha mọi người ơi. Kẹp Liberlang vào để kích cái hệ là 4 pháp sư. Chứ để ăn reo này vào hơi bị tốn slot tại vì có 2 con rồi. Ông này cũng là cái hệ song trùng đi chung với bắn tỉa. Ép đồ đẹp hơn. Neko nó quăng đây. Rồi nó bắn kìa anh em, what the fuck. Neko quăng bạn ơi. Ok, quên được, quên được. Neko này kỹ năng của nó như mình đã nói á, thì nó sẽ quăng một cái cục và nó sẽ nảy 3 lần nha. Nó nảy, nảy và nảy. Khi mà nảy đến cái lần cuối cùng á thì nó sẽ gây thêm sát thương và nổ rất là đau nha mọi người. Nổ nó bự hơn, nổ nó đau hơn và chí mạng hay sao nữa, bẻ lắm. Nói chung là con Neko này được sinh ra để mà thay thế cái con Tailia mà mọi người biết con Tailia nó mạnh như thế nào rồi đó. Ron không ra được reo ba trời. Thế nên mình chết sơ qua rồi nha mọi người ơi. Neko hiện tại là không ai chơi cả. Cái con Neko này kỹ năng của nó mình thấy nó khá là giống cái kỹ năng của con Neko hồi mùa mà tiên phong bí ẩn á, Neko tướng 3 tiền. Nhưng mà kiểu mà phiên bản nâng cấp hơn á mọi người. Tại vì Neko 3 tiền kia á là nó quăng, nó chỉ gây sát thương ở một chỗ thôi, nó gây sát thương ở đúng một điểm thôi nha mọi người. Còn con Neko 4 tiền này á là cái cầu của nó biết bay, nó biết chạy á, nó nổ, nó nảy nảy 3 lần luôn mà thì bắt được tướng carry hàng sau luôn, rất là chiến. Cái form bài của mình như vậy mà vẫn thua con Wawit này 2 sao. Ảo thật đấy chứ. Ê từ từ. Từ từ. Ôi xời. Nó bỏ carry. Khinh thường bỏ ZZ và cái kết. Rồi cái đội hình của mình vậy mà còn thua chứ. Xém thua luôn á mọi người. Ảo thật đấy chứ. Kỹ năng của con Neko nãy nha mọi người thì nó có thể bắt được chết tướng carry hàng sau cũng khá là dễ dàng đó. Tại vì nó nảy cái thằng này á, nó sẽ nảy tiếp tục tới cái thằng kia nha. Và khi nảy tới lần thứ 3 thì chắc chắn rồi nha mọi người, nó sẽ tới cái điểm cuối cùng ở cái map đó. Nghe là hợp lý liền đúng không? Bắt tướng carry hàng sau nghe là hợp lý liền. Đây, rail bay luôn nha mọi người. Ly bà lăn ra khá là nhiều mà mình lại không có chơi. Mình đang chơi Any Tanker. Tép ra cũng khá là nhiều nha. Ui, Neko 6 con mọi người ơi. Ui, được roll free liên tục luôn nè. Đã nhờ. Cái lỗi với trúng thưởng này đúng là một cái lỗi kim cương xịn sòn bò đó. Và mình cũng đã có làm khá là nhiều cái ý tưởng về cái lỗi với trúng thưởng này đi chung với một cái lỗi kim cương khác tên là tiêu dùng thông minh nha mọi người. Càng roll là càng lên cấp, càng roll cái đội hình của mọi người nó sẽ càng như là một con quái vật vậy. Lại là Wawit nữa. Lại là Wawit nó móc hàng sau anh em ơi. Dắt 3 sao admin luôn à kìa. Anh em nhìn nó không trâu đi. Ê, Wawit với nó. Nảy đi. Không nổi luôn á. Từ từ nha, còn Rail với lại là Nila nha mọi người. Hết đem hàng sau rồi. Khó ta. Cái bài Wawit này nó lỗi quá anh em. Nó kèo mình thấy là nó cũng hơi bị nản kèo rồi đó. 26 máu, với cái lượng máu này mà ở tầm round 5.6 chấm thì anh em chỉ cần thua thêm đúng 2 trận nữa thôi nha, là đợi đi luôn. Nên hiện tại là mình cũng đang muốn bung hết tiền các kiểu ở đây. Nó sợ để dành tiền thì chắc là trận sau xài mất.
Nè cô ơi, Billy. Ủa, Garen ra quá trời luôn vậy. Có danh na đây em ơi, tuyệt vời. Danh na này vừa kích thường dân, vừa kích thêm cái hệ dự báo thời tiết nữa. Và chắc chắn rồi nó kích luôn cái hệ pháp sư nha. Nên mình mới bán con Annie á. Là quá quýt anh em. Ủa cái trận này anh em chưa quýt phải gọi là tầm 3 người luôn á. Mà cái thằng này cũng mạnh gì. Có lên được á, cái thằng này hơi yếu á. Ok ok mọi người, đã tìm ra cái ông qua quýt yếu nhất ở trong ba ông rồi. Lầy thiệt sự. Ai ai cũng là qua quýt cả mọi người. Unico 7 con nè, ok. Unico 8 con, nay xưa, con cuối cùng nè. Xin nốt đi bạn. Ready mà cái này mình rốt nơi cô thì tuyệt vời. Rớt nơi cô thì tuyệt vời đây mọi. Rêu của mình đang có cái lượng trang bị lớn rất là đẹp với dép gai, dép máu cũng như là nỏ sét nha. Không đẹp là không lấy tiền luôn. Nỏ sét thì mình có rồi nên mà lấy về thì hơi phí. Lấy dép lửa đi cho cô cầm. Nè cô nào, có Cinderella luôn rồi nè, tép ra cũng quá trời luôn. Nè cô, nè cô, come on. Đây rồi, nè cô 3 sao đi mời. Thế này thì thua thế nào được nữa. Ông này là ngoại đạo với Jihin Kari. Anh em nên nhớ Jihin là tướng 4 tiền có cái hệ ngọ đạo nha, sát thương khá là ác đó. Nè cô quăng nè, nảy nè, bum, ok, nảy, bum, ok, nảy, bum. Ơi, thua hả? What the fuck? Ui dồi ôi, này mời xém thua luôn á. Hơn 15 cây đam mà vẫn xém thua. Ông đó mạnh gì trời. Tướng 4 vàng 3 sao mà solo với tướng 4 vàng 2 sao mà vẫn xém thua mà. Ác thật đó chứ. Chắc là mình sẽ tích tiền lên level thôi anh em. Chứ tầm này ở level 8 mình cũng không biết rốn gì nữa. Tại vì hồi nãy giờ mình cũng không nuôi Eco. Mình cũng không nuôi cái con tép nào cả. Có là mình bán thôi. Có tiền roll Eco chưa. Đây vị tướng 4 vàng 3 sao mới ở mùa 8.5 nha. Ui ông kia Jihin 7 ngò đạo quá hèn chi. Với lại là bây giờ cái hệ ngò đạo nó sửa lại ảo á mọi người. Nó không phải là kích móc 36 nữa mà nó kích móc 357. 7 ngò đạo luôn hả? Chiến mà trời. Ông này cũng là Jihin Kari với F-Ryu 2 sao. Nơi cô nó nảy này mọi người. Ui nổ đam đừng hỏi luôn. Bum bum bum. Xôi. Ác. Nổ hơi bị ác. Cái con Neko này nó nổ đam thì nhìn nó vẫn có gì đó rất là phơi con mắt nha mọi người. Rất là đê mê. Nhìn em ấy rất là tuyệt vời. Ông top 1 là còn 26 máu. Ông top 4 là chỉ còn 2 máu thôi. Raven 3 sao. Ông này đi với đấu sĩ. Trời ơi đấu sĩ mà gặp mình có khác gì con gặp bố đâu mọi người. Có gì khổng lồ. Qua quýt đó. Hơn là mình bỏ gốc rồi. Không bắt được đâu. Trời ơi nổ phát kìa. Qua quýt của chúng tôi. Nổ phát đi luôn mà. Ok. Hỏi nảy lại kìa anh em. Hài cốt chưa. Lại là nỏ xét à. Sao nỏ xét nhiều vậy. Không có cần nỏ xét cho lắm anh em. Nếu mà có cốc các kiểu thì ngon rồi. Không có cốc để mình lậm luôn chứ.
Để mình roll kiếm thử Echo hay là tép được 3 sao hay không nè. Vì tầm này trận sau cũng là trận cuối rồi. Rồi tướng 4 vàng mới quá trời luôn anh em. Thiệt, a chót các kiểu nữa. Tướng 4 vàng này được cập nhật nhiều ác. Tướng 5 vàng được đúng một con đây mà. Không hiểu vì sao. Buồn thật sự. À, băng quăng này, quăng này, quăng này, quăng này. Bùm, bùm, nổ. Bùm, xôi ôi. Băng tiếp, bùm, bùm, nổ. Bùm, holy shit, quên luôn rồi. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.